Hello mọi người. Và hôm nay là một chuyến hàng sớm. Và hiện tại thì bên Huy đang chuẩn bị tiến hành lên đường đi về Long An để bàn giao âm thanh. Thì hôm nay là một cấu hình âm thanh khá là mới, xúc hầm và phun đôi IT, toàn bộ đã chuẩn bị ở trên xe. Đó. Bây giờ thì xin mời mọi người theo Huy nhé, xuống tại nhà anh khách hàng ở tại Long An để set up và bàn giao cho anh khách, và để xem cái cấu hình mới sử dụng súp hầm kết hợp với lại cái phun đôi IT, xem cái chất lượng hiệu quả nó như thế nào á. Ok, xin mời mọi người. Anh, cái hẻm này vô được không anh? Hẻm này xe không vô được rồi. Anh dẹn lũ vô đó đi cho nó trống đi. Chạy vô đây anh. Dạ, dạ, dạ. Rồi. À, bây giờ thì Huy đã có mặt ở tại nhà anh khách rồi. Đây là cái đường đi vô bên này. Đường đi vô rất là nhỏ và nhà anh khách nằm ở trong đó. Bây giờ là để thử xem re cái xe vô xem có vừa hay không. Nếu không vừa là bắt buộc lại tiếp tục phải ring như chiều ngày hôm qua đi Tiền Giang. Ok, bây giờ thử nhé. Ok, vô rồi mọi người. Bây giờ là cũng vô được tới nơi rồi. Bắt đầu chuyển hàng xuống lắp đặt cho anh. Test ở đây luôn hả anh? May mà đường còn vô được ấy. Lúc đầu nhìn em tưởng là không vô được. Không vô được mà rinh từ ngoài nó vô đây chắc là đuối luôn. Tại chiếc xe, nói chung xe nhà máy, xe tải nhà cũng có chạy vô rồi. Dạ. Thế là đi xe này được chứ em mà đi xe tải là thua rồi. Dạ, xe tải không vô được. Thôi, anh em tiến hành rinh đồ. Ok, xin mời anh camera tạm dừng trong ít phút. Sau một hồi vật lộn với nó thì đây là kết quả mọi người có thể nhìn thấy. Súp hầm đơn 50 Sequin Vega và phun đôi IT 40 neo. Đấy, đây là anh chủ mua này, anh chủ mua anh đeo khẩu trang nên không nhìn thấy mặt đâu. Đây là cái bộ máy mọi người. Bộ máy này thì Huy nhìn thấy là bộ máy này là cấu hình để nâng cấp. Sau này là nâng cấp được thêm một bộ loa như thế này nữa luôn á. Đây là mixer MFX 12/2, 12 line. Dòng này thì sử dụng mixer MFX thôi. Nhưng mà đặc biệt ở bên dưới này. Bên dưới thì cấu hình mọi người là thấy khác rồi đó. Thứ nhất là quản lý nguồn ITA8, micro 680. Và bộ này thì toàn bộ là xử lý tín hiệu trên một con vang X10. Toàn bộ tín hiệu luôn. Cái mixer này chỉ lấy đường nhạc thôi. Và toàn bộ xử lý là mic, echo, reverb, chống hú là trên cái đầu này. Đó, cho nên là cái bàn mixer mình không cần phải sử dụng bàn mixer quá cao cấp. Và đẩy 4 kênh 8.6 thì hiện tại với cấu hình này chỉ sử dụng có 2 kênh thôi. 2 kênh đánh 2 chiếc loa thôi, còn dư 2 kênh nữa. Sau này nâng cấp thêm một cặp phun đôi giống như vậy. Và đây đẩy xe 52 thì đánh cặp súp đơn. Thì sau này cũng nâng cấp thêm cặp súp đơn như vậy nữa. Đó, như vậy là toàn bộ cấu hình rồi. Nhỏ gọn. Cầu Bến Lức đến đây chắc khoảng 5 cây à? 5 cây. Em tính 3 cây thôi. Em nhìn đồng hồ, em căn theo đồng hồ á, em chạy lên 4 cây rồi là em thấy cái cây xăng là em gọi cho anh. Dạ. Anh Huy vậy là dạ. cái này sau này em nâng cấp lên là phun cặp nữa đó được. Dạ, đúng rồi, cái đẩy trên anh nâng cấp thêm một cặp phun đôi giống như vậy. Đẩy dưới thì thêm một cặp súp giống như vậy. Nhưng mà có thể là em sẽ đổi chất súp đôi quá. Súp đôi. Dạ. Đúng rồi, nếu mà đổi súp đôi thì chỉ cần đổi cái này mà súp đôi nó lớn hơn. Nếu mà anh lên súp đôi là phải lên thêm một cặp này nữa nhá. Mới đủ nhá. Còn nếu mà một cặp súp đôi với một cặp full này là thiếu full á. Dạ, nếu mà còn nếu cần thiết thì em sẽ đổi cặp này với qua cặp A IT. Dạ đúng rồi, thì nó đẳng cấp, nó đồng bộ luôn. Nó đẹp. Khi mà mình mở lên á, khi mình mở cái tiếng nó lớn lên thì nó sẽ kéo cái dòng điện nó xuống. Quan trọng là nó không bị sụt, nó đủ dòng là được. Này, khi mở lên là anh thấy nó nhảy này. Mở nguồn lên phát nó nhảy còn 190. We'll be right back.
lê lê i i a lê à máy tôn i. Em alo, em cứ tưởng cái loa nó rẻ, hóa ra là máy tôn. I này 4 5 6 hai hai lê lê một i lê 4 4 5 6 4 4 5 4 4 5 6 1 2 4 5 6 lên 4 4 5 4 5 i i i a lên 1 2 4 5 6 lên 4 5 6 lên lên chắc kiểu này nó hát thoải mái nó hú đâu. Và mở lớn vẫn hú nhá, mở lớn nữa vẫn hú nhá. Anh hát đây là quê hương ngát mộng dòng sông thơ nước chảy tình, đây là